Trời ơi, đứng quay ở đây có tia UV không vậy? Tại sao lại nám và sạm da? Nám và sạm da là tình trạng tăng sắc tố trên bề mặt da. Bản chất của các sắc tố này có tên gọi là melanin hay các hắc sắc tố có màu nâu đen. Khi mà da của chúng ta đi dưới ánh nắng mặt trời thì bị tia UV tác động. Và tia UV thì khi mà tác động vào trong tế bào da của chúng ta thì sẽ gây ra rất nhiều những cái hậu quả. Và khi đó thì cơ thể chúng ta sẽ có một cơ chế tự bảo vệ, đó là sẽ đưa các hắc sắc tố melanin này lên trên bề mặt biểu bì da để bảo vệ da khỏi tác động của tia UV. Vậy thì melanin được sản xuất như thế nào? Melanin được sản xuất ở lớp màng đáy của biểu bì da, được sản xuất bởi các melanocyte và sự tác động của enzyme tyrosinase. Sau khi được sản xuất ở lớp màng đáy thì chúng sẽ được di chuyển lên trên bề mặt biểu bì của da nhờ các bọc melanosome như là các quả cầu chứa thành phần melanin ở bên trong đó. Khi mà có sự tác động của tia UV thì các bọc melanosome sẽ đưa melanin lên trên bề mặt của da để bảo vệ da. Và điều đó thì cũng dẫn tới tình trạng là da của chúng ta sẽ bị tăng sắc tố và đen, nám, sạm da. Dựa vào cái cơ chế tổng hợp melanin như vậy thì con người chúng ta đã bào chế da được những hoạt chất mà có khả năng chống lại hoặc ức chế lại cái quá trình tổng hợp melanin để da của chúng ta có thể giảm tình trạng tăng sắc tố. Đầu tiên sẽ là ức chế hoạt động của enzyme tyrosinase. Những hoạt chất mà có khả năng ức chế enzyme này có thể kể đến như là hydroquinone, kojic acid, azelaic acid, vitamin C và arbutin. Cơ chế thứ hai đó là sự giảm kích hoạt của các melanocyte là nơi sản xuất ra các melanin. Để mà giảm cái sự kích hoạt của melanocyte này thì chỉ có một cách duy nhất, đó là các bạn phải chăm bôi kem chống nắng có chỉ số SPF lớn hơn 50. Lúc này da của chúng ta sẽ có một cái lớp màng bảo vệ trước tia UV. Trước cái sự bảo vệ đó thì tế bào melanocyte sẽ giảm cái sự tác động và sẽ hạn chế được quá trình sản sinh melanin. Và cuối cùng đó là cơ chế ức chế vận chuyển các melanosome. Đối với cơ chế này thì có một hóa chất rất là nổi tiếng, đó là niacinamide, hay nói cách khác chính là vitamin B3. Niacinamide không chỉ nổi tiếng trong vấn đề làm sáng da mà còn nổi tiếng trong vấn đề giảm nhờn, giảm mụn và xe khít lỗ chân lông nữa. Khi đó thì melanin của chúng ta sẽ được hạn chế đưa từ lớp màng đáy lên trên bề mặt và hạn chế được tình trạng tăng sắc tố. Có rất nhiều những hoạt chất và phương pháp làm trắng da tùy theo vị trí và mức độ các bạn muốn làm trắng mà các bạn có thể sử dụng đơn hoặc đa hoạt chất phối hợp lại với nhau. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy khó quá thì hãy inbox cho team Dược sĩ Việt nhé.